vui được chào đón ngày thứ bảy cuối tuần cùng quý vị trong bản tin thời tiết 6 giờ sáng ngày 23 tháng 8. Thưa quý vị, các hình thế gây mưa ở khu vực Bắc Bộ đã suy yếu và không còn tác động đến thời tiết khu vực, nên những cơn mưa cũng giảm hẳn, chỉ còn xuất hiện lác đác tại khu vực Lai Châu, Điện Biên trong đêm qua và sáng sớm ngày hôm nay. Do vẫn còn có mưa lại có vị trí địa lý khá cao so với bề mặt nước biển, nên tại đây có nền nhiệt độ thấp hơn so với các khu vực khác, phổ biến trong ngưỡng 29 đến 30 độ. Độ ẩm không khí tại đây thì vẫn duy trì ở mức cao trong khoảng là 80%. Còn với các khu vực còn lại như là tại Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, khu vực Yên Bái cũng như là toàn bộ khu vực phía Đông Bắc Bộ gồm cả thủ đô Hà Nội thì mưa ít có khả năng xảy ra hơn. Trời vẫn còn khá mát mẻ với mức nhiệt lúc này tại đây dao động từ 26 đến 28 độ. Càng gần trưa nắng xuất hiện nhiều và mạnh mẽ hơn khiến nhiệt độ tại đây đồng loạt tăng lên. Mức nhiệt vào khoảng trưa chiều sẽ đạt ngưỡng 32 cho đến 34 độ, cảm giác oi nóng lại tái diễn. Còn với các tỉnh ven biển khu vực Trung Bộ, tại đây mưa cũng đã giảm hẳn, thay vào đó là bầu trời đầy nắng trải dài suốt dọc khu vực từ Thanh Hóa trở vào cho đến khu vực Ninh Thuận và Bình Thuận. Theo các chuyên gia về khí tượng thủy văn thì từ ngày hôm nay, tình trạng nắng nóng trên khu vực nhiều khả năng sẽ có xu hướng tăng trở lại. Ngay tại các tỉnh khu vực Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh thì nhiệt độ đã bắt đầu tăng lên và vào trưa nay thì nhiệt độ cũng đã đạt mức 34-35 độ. Khu vực có khả năng xuất hiện trạng thái oi nóng nhất sẽ tập trung ở các tỉnh khu vực từ Quảng Bình trở vào Quảng Trị, Huế, Quảng Ngãi, Đà Nẵng. Thời điểm có cường độ nắng đạt mức mạnh nhất sẽ rơi vào khoảng thời gian là từ 11 giờ trưa cho đến 14 giờ chiều, với mức nhiệt lúc này tại đây phổ biến từ 34 cho đến 35 độ, có nơi xấp xỉ ngưỡng 36 độ. Mặc dù mức nhiệt chưa phải quá gay gắt, song vào thời điểm giữa trưa thì độ ẩm không khí giảm khá thấp nên bà con khu vực cần đề phòng với các tình trạng cháy nổ rất dễ có nguy cơ xảy ra. Còn tại khu vực Nam Trung Bộ thì thời tiết vẫn duy trì trạng thái ngày nắng, chiều tối có mưa rào rải rác, nhiệt độ dao động từ 32 đến 35 độ. Còn tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ thì mưa cũng đã xuất hiện nhiều trở lại trong mấy ngày qua. Tuy nhiên trong ngày hôm nay, thời tiết trên khu vực sẽ khô ráo hơn trong khoảng sáng đến trưa. Còn đến chiều tối thì mưa rào sẽ xuất hiện rải rác trên khu vực. Với nhiệt độ tại khu vực Tây Nguyên dao động từ 29 đến 31 độ. Còn tại khu vực Nam Bộ có nền nhiệt từ 31 đến 34 độ. Cuối cùng là những thông tin thời tiết trên Biển Đông. Thưa quý vị, ngày hôm nay, tại khu vực Bắc và giữa của Biển Đông, bao gồm cả vùng biển của quần đảo Hoàng Sa, gió thịnh hành theo hướng Tây Nam đến Nam với cường độ trung bình. Thời tiết khá ổn định, mưa chỉ xuất hiện ở một vài nơi với tầm nhìn xa thoáng trên 10 km nên thuận lợi cho hoạt động hàng hải. Còn tại khu vực phía Nam của Biển Đông, bao gồm cả vùng biển của quần đảo Trường Sa, gió Tây Nam tại đây có cường độ mạnh cấp 4, cấp 5, sóng biển không cao nhưng mà có mưa dông rải rác, làm cho tầm nhìn xa giảm xuống dưới 10 km trong mưa. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời tiết sáng ngày hôm nay. Chúc quý vị có một ngày nghỉ thật vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình và người thân. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Thank you.